Thưa quý vị, tiếp tục chuyến công tác tại đồng bằng sông Cửu Long, chiều nay tại thành phố Long Xuyên, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt với lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, song những năm qua, An Giang đã vượt lên khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm và thấp hơn bình quân của cả nước là 2,93%. Tình hình trong dân tộc tôn giáo ổn định, quốc phòng an ninh, biên giới lãnh thổ, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng trước những kết quả tích cực mà An Giang đã đạt được, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền An Giang cần tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận, quyết tâm, nhất trí từ người dân đến chính quyền, thượng tôn pháp quyền, thực hiện tốt dân chủ cơ sở. Nêu rõ năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm, đồng thời cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 12 hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Chủ tịch nước lưu ý lãnh đạo tỉnh chú trọng xây dựng trong nội bộ thật sự đoàn kết, nhân sự đảm bảo đa dạng về lứa tuổi có tính đại diện cho các cộng đồng dân tộc và mỗi cán bộ có điểm mạnh để phát huy bổ sung cho nhau để có một tập thể đoàn kết nhất trí vững mạnh. Trước đó, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hương dâng hoa tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác cũng đã đến thăm gia đình ông Võ Đại Nhân và bà Võ Thị Vân, gia đình lão thành cách mạng tiêu biểu trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Chủ tịch nước cũng tới thăm gia đình và thắp hương tưởng niệm đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.